hướng dẫn sử dụng Smart OTP, giao dịch trên thiết bị đã đăng ký Smart OTP. Đăng nhập ứng dụng Fast Mobile. Chọn loại giao dịch cần thực hiện. Nhập đầy đủ thông tin, chọn thực hiện. Kiểm tra lại thông tin và chọn thực hiện. Nhập mã mở khóa Smart OTP, chọn lấy mã OTP. Sau khi nhập mã mở khóa, hệ thống sẽ cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch. Chọn xác nhận, mã OTP sẽ được điền tự động vào hệ thống để xác thực giao dịch. Giao dịch thành công. Hướng dẫn sử dụng Smart OTP, giao dịch trên Internet Banking hoặc trên thiết bị chưa đăng ký Smart OTP. Đăng nhập Internet Banking, chọn loại giao dịch cần thực hiện, điền các thông tin giao dịch, sau đó chọn thực hiện. Tại bước xác thực giao dịch, sử dụng mã giao dịch hoặc quét mã QR code trên màn hình Internet Banking để lấy mã OTP trên thiết bị. Trên thiết bị đã đăng ký Smart OTP, mở ứng dụng Fast Mobile, chọn lấy mã OTP. Nhập mã giao dịch hiển thị hoặc quét mã QR code trên Internet Banking. Lưu ý, để quét QR code, quý khách cần cho phép Fast Mobile truy cập camera. Chọn xác nhận. Nhập mã mở khóa Smart OTP. Chọn xác nhận. Mã mở khóa Smart OTP chỉ có hiệu lực trên thiết bị này. Hệ thống cung cấp mã OTP hiển thị trên thiết bị. Nhập mã OTP hiển thị trên thiết bị và chọn xác nhận để hoàn thành giao dịch. Giao dịch thành công.